Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng chuyền hơi nữ giữa hai đội tuyển. Đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên và đội tuyển bóng chuyền hơi nữ của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thái Nguyên trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi do ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Ở trận đấu này thì đội tuyển nội trú tỉnh Thái Nguyên phía gần màn ảnh các bạn và đội tuyển Trung tâm Giáo dục Thường xuyên phía xa màn các bạn. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới. Chắc rồi.
Thank you.
Tốc Xếp 1, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Thắng Dân tộc Nội trú 23-21.